Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì nói chung là mình thay đổi một chút, đó chính là hôm nay mình sẽ review, gần như là mình chỉ review thôi, mình sẽ không lái nhiều. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ review một cái map mới. Map này khá là đẹp luôn, thì đây mình sẽ review sơ qua cho anh em về cái đồ họa của cái map. Nó khá là đẹp, nơi nhận hàng rồi đường đi các kiểu. Cái map này thì nó khá là nhẹ thôi và nó cũng chỉ có một file để cho anh em cài đặt, nghĩa là anh em giải nén ra rồi anh em copy vô, rồi các bạn vô kích hoạt lên, nó có đúng một file thôi, cho nên là nó rất là dễ, không có phức tạp nhé các bạn. Map này thì rất là chân thật, cũng giống như là cái đường đất ấy. Nếu mà bạn nào mà yêu thích cái đường đất thì có thể là đây sẽ là một cái map mà giúp cho các bạn trải nghiệm thêm, và nhất nhất là những cái đường như này các bạn có thể sử dụng rơ móc đầu kéo đấy. Ui giời, nó quá là đẹp với những cái cung đường như này, khá là thật nhé các bạn. Đấy, đây mình sẽ quay một đoạn cho các bạn coi. Đấy, thì ở đây khi mà các bạn vô lấy hàng thì đấy, nó cũng như này thôi, không có gì khác. Đấy, ở đây thì có rất là nhiều đàn bò đang gặm cỏ ở một cái cánh đồng lớn đấy. Thì tiếp theo nữa là đó chính là khi mà các bạn ra ngoài đường thì gần như là xe cộ rất là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, xe cộ thì đây mình sẽ mô phỏng một cái đoạn đường ở đây, thì ở đây nó sẽ là đường mà kiểu gần như là đồi núi đi rất là phức tạp luôn, không phải là phức tạp nhưng mà cũng khá là phê. Rồi khi mà các bạn vô thành phố thì đây nó cũng là một cái cung đường như này, nhà dân ở các kiểu các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không, ở đây thì đặc biệt ở đây có một cái sân vận động bóng đá các bạn ạ. Thì cái sân bóng đá này mình đoán đâu đó cũng phải tầm 10.000 người, 10.000 người coi. Thì bây giờ mình sẽ vô trong để xem có cái gì không. Thì ở đây chỉ có một cái sân bóng đá này thôi. Đấy, đây có phải sân bóng đá không nhỉ các bạn? Nhưng mà nó là cái sân bóng đá đấy, còn thực ra là cái gì thì mình cũng không biết nữa. Rồi khi đó về các bạn tới thành phố. Rồi ở đây thành phố thì nó khá là gọi là tấp nập, có tòa nhà cao tốc rồi khu chung cư rồi công ty xí nghiệp các kiểu các bạn ạ. Đây có chỗ sửa xe rồi hãng xe, nói chung là đầy đủ phết, không thiếu bất kỳ một cái thứ gì nhá các bạn. Đấy, đây là xung quanh thành phố và đây là những cái đường đi. Đó, thì ở đây ấy, cái map này có thêm một cái nữa, đó chính là trạm xe buýt. Thì các bạn có thể lấy hàng, cái hàng này đó chính là hành khách. Đấy, hành khách đang ngồi đây này, thì các bạn móc xe buýt vô, các bạn lấy hành khách ở đây. Đấy, các bạn lấy hành khách đây, các bạn bấm vô cái hỏi chấm này để các bạn lấy hành khách. Thì ở đây không có hàng đâu, chỉ có hành khách như này thôi, các bạn sẽ được lấy hành khách như này để mà chở đi nhá. Đấy, đấy, đây là một cái map mà khá là tiện lợi và khá là đặc biệt trên cái phiên bản này. Ok, thì đây là cái mà bản đồ của cái map anh em ạ. Đấy, bản đồ thì nó cũng khá là rộng nữa. Đấy, các bạn có thể tải về dưới phần mô tả này, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nào muốn có nhu cầu tải về để chơi. Ok chưa? Rồi tiếp tục cái mà phần thứ hai đó chính là mình sẽ giới thiệu về một cái Chenlong, cái xe Chenlong 3057 sử dụng trên phiên bản 1.38 và các phiên bản khác thì mình chưa có test, nhưng mà theo cái nhà sản xuất, theo cái người đưa ra thì từ 1.33 trở lên đấy, thì mình cũng chưa test hết. Còn rơ móc này thì mình đã test một số phiên bản như là 35, 36, 37 là chơi khá là ok. Đấy, thì các bạn có thể nâng cấp các phụ kiện như là bỏ bỏ mui bạt ra. Thì bây giờ mình sẽ chạy xuống kia rồi mình sẽ mở cái mui bạt cho các bạn để các bạn coi. Ok chưa? Đấy, rồi rồi bây giờ mình sẽ vô đây. Hình như mình tắt cái âm thanh rồi thì phải các bạn ạ, hay là mình chưa mod âm thanh nhỉ? Đấy thì thôi, để lỡ rồi, lỡ đang dở giờ chuyến rồi thì đây mình sẽ chạy xuống đây để cho các bạn coi cái mà nâng cấp. Thì cái này nâng cấp khá là dễ nha các bạn. Ui, giờ móc nó dài quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không, rơ móc thì nó rất là dài luôn. Thì gắn với cái Chenlong này thì cái dòng xe Chenlong với cả Hogwarts thì ở Việt Nam rất là nhiều và rất là phổ biến cho các bạn. Nên mình cũng không gọi là củi phanh mình để hơi bị cao các bạn ạ, đạp cái nó cứng hơn. Rồi thì mình sẽ không giới thiệu nhiều về cái dòng xe này. Đây
Mình sẽ thử xem nó ở cái chỗ đoạn nào đây các bạn ạ. Rồi ok. Ok, các bạn phải đánh hết sang bên này. Rồi. Đây các bạn đi vô cái chỗ sửa xe, các bạn có thể bỏ thùng rồi bỏ những các thứ, nói chung là các bạn thích bỏ cái gì thì các bạn có thể bỏ theo cái ý thích của mình nhá. Đây ví dụ như là các bạn vô đây, các bạn điều chỉnh thùng hàng. Thì ví dụ các bạn muốn bỏ cái bạt thì các bạn có thể bỏ này. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn muốn bỏ cái này. Đấy các bạn thêm cái này vô này. Ví dụ các bạn muốn bỏ cái này, các bạn thêm cái khung vô này, hoặc là các bạn thêm cái bàn vô đấy thì nó sẽ có, hoặc là các bạn chỉ muốn thêm cái này thôi. Ở đây cái trên này mới đúng rồi các bạn. Đấy thì các bạn tùy theo tùy thích theo của mình, bánh xe có thể được nâng cấp được nha các bạn nâng cấp theo ý mình. Ok chưa? Rồi tiếp theo đó là phần xe, xe tải thì các bạn cũng có thể nâng cấp được như vậy luôn, nhưng mình nâng cấp theo ý thích của mình. Các bạn nâng cấp xong rồi thì xe nó sẽ như thế này. Đây ví dụ mình ra ngoài coi xem. Ố, mình chưa xác nhận thay đổi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ lùi. Đây, để thử xem. À, nó có âm thanh ấy, chắc là có thể là do mình tắt âm thanh. Đây, để mình mở cái âm thanh lên xem nó như nào. Đấy. Ở đâu có tắt đâu ta? Thế là chắc là do mình thiếu một cái file nào đó rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến lên. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi lại, mình vừa nãy mình quên mình chưa xác nhận, ví dụ mình muốn bỏ cái này, rồi mình dấu x đi, mình muốn bỏ cái này, mình thêm thêm cái khung này vô và mình bỏ cái này. Rồi các bạn nhấn xác nhận đơn hàng cho mình. Rồi khi mà ra ngoài thì nó sẽ như này các bạn ạ. Các bạn có thể thêm hàng được nhé, các bạn có thể lấy hàng ở bất cứ nơi đâu mà các bạn muốn. Đây ví dụ mình sẽ lùi, mình sẽ lùi để mình lấy hàng cho các bạn, review cho các bạn đấy. Ơ. Cái góc nhìn này nó khó quá các bạn. Ok. Thôi mình nghĩ là như vậy là chắc là cũng chạy được rồi. Đây, ví dụ các bạn muốn lấy hàng, mình không biết là ở đây có hàng không. Nếu mà có hàng thì mình sẽ show cho các bạn liền luôn. Đấy, cái rơ móc này thì chắc là nhiều bạn chơi rồi, không phải là lần đầu mình chơi mà mình cũng có chia sẻ lên web và nhiều anh em chơi rồi. Hôm nay mình chỉ gọi là review cho anh em thôi. Đấy. Ví dụ các bạn lấy chợ hàng hóa này. Ôi không có rồi các bạn ạ. Không có rồi. Không có rồi, thế là các bạn phải kiếm hàng thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cái con xe này cũng như cái rơ móc này nó cũng khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục về một cái con xe con. Đấy, ok các bạn chờ một chút xíu mình sẽ mod vô và sẽ quay lại với các bạn ngay và luôn đây. Ok thì tiếp tục cái con xe tiếp theo đó chính là Hyundai Elantra phiên bản 2017 anh em ạ. Con xe này thì sản xuất năm 2017 nha các bạn. Thì nói chung là ở ngoài giao diện thì nó khá là đẹp, và biển số này thì mình không nhớ rõ là con xe này hay là con xe Toyota Corolla 2020 có thể thay đổi biển số, nhưng mà nếu mà file mà không bị khóa thì các bạn có thể đổi biển số thành biển số vàng theo giống y hệt ở Việt Nam nhé. Nói chung là khá là được luôn. Đấy thì giao diện nó khá là đẹp luôn. Kính đen. Khi các bạn ở ngoài thì bạn sẽ không nhìn thấy. Đây là do mình lên logo với cả các kiểu, còn các bạn có thể thay đổi được ở trong phần vô phần cửa hàng để nâng cấp các phụ kiện nếu mà các bạn muốn nhá. Đây là bên ngoài, ngoài gọi là ngoại thất này các bạn. Rồi còn bên trong thì ở đây thì nói chung là bốn ghế này, à bốn chỗ ngồi, tài xế thì ngồi đúng cái chỗ của tài xế, không bị lệch so với những cái xe khác. Đồng hồ thì cũng khá là hiển thị, cũng khá là thật, hơi bị chói các bạn ạ. Đấy thì các bạn phải vô trong nội thất bấm số thì mới được. Còn ở đây là đang góc nhìn này, bây giờ mình sẽ vô trong. Thì vô trong thì đầu tiên ấy thì nói chung là có một cái GB ghế khá là ngon. Ok, nói chung là chấp nhận được. Rồi, vô lăng thì logo Hyundai rồi, không nói gì rồi. Đằng sau ở đây thì có thêm một cái cửa sổ trời giúp các bạn có thể thoáng mát hơn.
gương này cũng có thể nhìn được đằng sau rất là rõ nét, nói chung là làm rất chi là bài bản nhá các bạn. Rồi mình sẽ trải nghiệm một đoạn để mình tiếp tục review cũng như là giới thiệu cái mod tiếp theo đấy. Thì ở đây thì chạy ui dồi ôi thôi xong rồi, chạy rất là sướng và nói chung là rất là êm và ấy nhá, âm thanh rất là chuẩn nhá các bạn. Con xe này là 6 số, 6 số của mấy con bò ơi. Rồi chạy đường đất này nó dần 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 xuống thật đấy các bạn. Đấy, mình cũng chạy có hơn trăm rồi, nói chung là mới có lên hơn trăm, 120 rồi các bạn ạ. Đấy, chuẩn bị đến trong thôi, đoạn đường này nó khá là mình để cái phanh nó hơi bị cao các bạn, có thể là do cái phanh nó hơi bị cao. Ok, nói chung là trải nghiệm một đoạn đấy, nhìn từ trên xuống dưới. Ok, nói chung là khá là được rồi đấy các bạn, nói chung là chất lượng hết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục review cho anh em cái con xe tiếp theo trên cái map này. Cái map rất là đặc biệt luôn. Toàn bộ cái mod này mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em chỉ việc tải thôi. Ok chưa, đây là con xe Hyundai Elantra nha anh em. Ok, mình đã chạy một đoạn khá là phê, được, ngon, sướng. Anh em nhớ tải về nhá. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục cái mod tiếp theo. Ok. Ok, thì tiếp tục là về một cái chiếc xe Plus. Thì nói chung là cái chiếc xe này thì ở mình thấy là ở trong sân bay ấy thì nó khá là nhiều. Mình đoán là như vậy, tại vì hôm bữa mình đi thấy cũng đa phần là sân bay nó có những cái chiếc xe cái kiểu như vậy ấy, kiểu dáng như vậy thôi nhá. Chứ không phải là chính xác 100% kiểu cái đầu nó bẹp bẹp, cái kiểu nó dốc dốc như này. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu về cái con xe này thôi, Volare. Mình lại tưởng là cái gì, nhưng mà đây là một chiếc xe bus có mở cửa nhá, mở cửa và hành khách ngồi rất chi là gọi là bài bản và gọi là chuẩn luôn đấy các bạn ạ. Đó, mình cũng không biết rõ là chiếc xe này bao nhiêu chỗ nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 à? 21 chỗ thì chắc là khoảng xe 15 chỗ, à 10, 20 chỗ, xe 20 chỗ, đấy mình đoán như vậy. Đây là một chiếc xe bus ở bên nước ngoài thì khá là phổ biến. Còn ở Việt Nam thì mình đoán là đa phần ở trong sân bay. Sân bay thì xe nó sẽ dài hơn một chút và nó thiết kế hai cửa. Đấy, thì ở đây mình sẽ nổ máy. Ok, nổ máy rồi thì mình sẽ đóng cửa này các bạn thấy không? Đó. Các bạn phải vô trong này. Ví dụ như là các mình mở cửa thì cả cái cửa này nó cũng mở ra luôn. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn để ý không? Đó. Giờ mình đóng này. Đấy, ok. Rồi, về phần gương. Gương thì đây các bạn ơi. Đó, nói chung là con xe bus này thì nó khá là ngon rồi. Đấy, nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ tải về và trải nghiệm thêm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ review một đoạn nhỏ nhỏ để mình tiếp tục cái mod tiếp theo. Nói chung là hôm nay mình sẽ làm 5 mod. Đó chính là Mark này, hai con xe kia rồi, con xe này, con xe thứ ba và một con xe nữa. Ok chưa anh em? Đấy, bây giờ mình sẽ trải nghiệm một đoạn xíu xíu thôi để trải nghiệm cái con xe này nó như nào nhá. Ok. Được phết các bạn. À đây, thì các bạn lại phải như này. Đấy, nếu như mà nó như này thì các bạn phải trở về như này này. Đấy, đúng ra là như này để mình thử xem nó có bị nữa không. Con xe này thì là 6 số. Đấy, xe 6 số và một số lùi là 7 nhá các bạn. Khá là được, nói chung âm thanh khá là ngon, các bạn có thể chỉnh thêm như là điều hòa các kiểu con đặt điểu, nói chung là chỉnh được hết nha các bạn. Lái xe này nó rất là ngon luôn, cũng được phết, nói chung là mình cảm thấy nó khá là ok. Ok phết các bạn ạ. Mình cũng chỉ chạy có 40 thôi, chuẩn bị lên 50-60 các bạn ạ. Làm về số 4 ép số nó lên thì nó có thể lên được 60. Đấy, tại vì đây đang lên dốc. Đấy, mình
nghĩ là lên được khoảng 80 gì đó. Đó, các bạn thấy không? Rất chi là ok nhá. Mình vẫn sử dụng cái map này. Mình sẽ sử dụng một map và mình sẽ review bốn con xe bất kỳ. Thì là một đầu kéo, một xe con, một bus. Mình sẽ review thêm một con xe con nữa, đó chính là con Nissan các bạn ạ. Nissan khá là thấy ở Việt Nam đã sử dụng khá là nhiều nha các bạn. Vừa nãy mình nhớ là mình đi lần cái đoạn này các bạn ạ. Ok, lên được 100 đấy các bạn ạ. Còn lên được 200 thì không rõ, nhưng mà lên được 100 thì khá là ok nhá. Đẹp nháy, khá là ok xin nha. Ok, ở đây điều hòa thì khá là mát lạnh rồi. Điều hòa này, con này chắc với dòng xe này thì điều hòa thì mát rồi các bạn. Rồi, ok. Rồi, ok, mình thấy là khá là ngon rồi đó. Khá là ôi bị trôi. Đấy, khá là ngon rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục review thêm một con xe nữa. Ok các bạn. Tiếp theo là một cái con Nissan. Nói chung là con Nissan này ở Việt Nam cũng mình thấy chạy cũng khá là nhiều. Nói chung không phải là ít đâu nhá, khá là nhiều phết. Thì cái con xe này kiểu dáng nó khá là gọi là dị một chút, nhưng mà nó khá là đẹp nha anh em. Dị nhưng mà kiểu dị độc lạ, và gầm nó rất là cao. Dòng xe này, dòng xe thì gầm nó cực kỳ cao, cho nên là anh em chạy nó cũng khá là bốc và máy nó cũng khá là chất. Đấy, thì ở ngoài đây cái đèn này thì mình cũng không có phải gọi là thấy nó gọi là đặc sắc cho lắm, tại vì đèn đây hai cái giống như hai cái bầu dục với anh em ạ. Đấy, đèn tròn như là bầu dục ấy, nhìn nó không có gì gọi là bắt mắt, nhưng mà cái logo thì khá là ngon. Đấy, logo khá là đẹp. Đấy, bên trong nội thất thì đấy các bạn thấy không, khá là thiết kế khá là chuẩn và không bị lệch cũng như là không bị sai sót gì hết. Về phần giao diện ngoài thì mình thấy là được rồi, tương đối rồi, ok rồi. Thì ở đây có thêm cửa sổ trời các bạn ạ. Còn về bên trong nội thất thì cửa sổ trời nó khá là rộng luôn, nó rộng đến tận tận xuống dưới, cho nên là những người ngồi ở dưới thì có thể là nhìn được, thấy cửa sổ trời rất là mát mẻ luôn, trời sáng, nói chung khá là ok. Đây là thì động cơ là gồm 6 số các bạn ạ. Mình không không nhớ là ngoài đời thực có số tự động hay không thì mình cũng không rõ, tại vì mình cũng chưa lái con này. Nhưng mà ở trong này thì là động cơ là hộp số là 6 số và động cơ là 2.0. Mình có hai bản, đó chính là 1.8 và 2.0, thì mình sẽ chọn là 2.0 cho nó khỏe một chút. Đấy, về nói chung đơn giản là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm một đoạn cho anh em nào cảm thấy thích cái con xe này thì có thể tải về hoàn toàn miễn phí nha anh em ơi. Đấy, hôm nay mình sẽ review gọi là 5 cái con 5 mod map xe rồi trúc, nói chung là đầy đủ hết rồi. Ok chưa? Còn trailer thì mình cũng có review nãy rồi, lúc bần đầu tiên xe Chan Long với cả cái trailer rơ móc đó là chung luôn rồi. Nên anh em có thể tải về cùng một lúc, và mình sẽ để toàn bộ dưới link dưới phần mô tả, anh em chỉ việc nhấn về thôi. Cái phiên bản mình test đó chính là 1.38, còn mod với cả ấy nó có thể hỗ trợ rất là nhiều phiên bản, cho nên anh em cứ vô trực tiếp, vô link ở dưới phần mô tả, rồi anh em sẽ chọn những cái phiên bản phù hợp để anh em trải trải nghiệm cũng như chơi. Còn bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái con xe này phiên xem có ừ, mình tưởng ui trời ơi, thực sự một điều cái dòng Nissan mà dòng gọi là như thế này thì gọi là hầm hố này anh em ạ, cực kỳ hầm hố mà cực kỳ chất nha anh em. Có cái phanh thì mình để hơi bị cao với các bạn ạ. Đây mình sẽ chỉ cho anh em cái phanh này không phải là do ấy đâu, có thể là do cái điều khiển của các bạn nó set nó hơi bị gọi là trục trặc một chút đấy, trục phanh này. Thế nhưng nếu mà có trường hợp như vậy thì các bạn có thể vô đó các bạn coi đấy nhá, các bạn coi. Và mình có ghi chú thêm một đoạn nữa, đó chính là nếu mà anh em mà lái xe 6 số ấy, hộp số 6 số thì có 6 số thì anh em chọn phạm vi cho mình nhá. Đấy, tại vì bộ chuyển đổi cấp ấy nó gần như là dành cho
dành cho xe đầu kéo thôi các bạn ạ. Đây để mình sẽ trải nghiệm cái con xe cuối cùng để dừng cái video cũng như là phi dùng vào con này xem nó như thế nào. Mới cái mà đã lên 70 rồi á, nhanh phết đấy nhở. Với mình là quá là ok luôn, con xe này khá là được luôn anh em ạ, chất phết. Chắc là để hôm nào mình sẽ rảnh thực sự, tại vì dạo gần đây mình cũng khá là bận, để bữa nào mình rảnh thì mình sẽ làm video review sâu xa về các loại xe hơn. Còn hôm nay thì chỉ gọi là review sơ sơ đơn giản để cho anh em tải về những cái bản mod anh em chơi. Còn bữa sau mình sẽ thử thách cũng như là làm những cái con xe chi tiết hơn, cũng như là chạy về vận tốc kinh khủng như này cho anh em, ok chưa? Đó, mình sẽ chạy một đoạn từ đây thôi và chắc là mình sẽ dừng cái clip ở đây thôi, và cảm ơn tất cả anh em đã chết rồi mình lên ở đây hình như không lên được vì hè các bạn ạ. À, vừa nãy mình tính là bảo là thôi lên lên vì hè mà cuối cùng đâu có lên được đâu. Được nha các bạn, đấy nói chung là con xe này khá là ok, được theo cái nhận xét cá nhân của mình mới chạy có một đoạn thôi, lách được chưa các bạn? Dòng xe con nó nhỏ lắm các bạn ạ, thế nên là các bạn mình lách ở giữa cũng được luôn. Nói chung là ui dồi ôi, phải như vậy mà cũng không được thì thôi mình cũng chịu rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dừng đây đi. Ờ thôi, vẫn vẫn dính kìa các bạn. Ok, mình sẽ dừng ở đây. Không biết lên được vì hè không? Lên không được vì hè luôn các bạn. Chắc là nó cấm. Chắc là nó cấm. Có thể cái map này nó cấm cấm đi lên vì hè các bạn ạ. Cho nên là thôi mình sẽ mình sẽ không đi lên vỉa hè nữa. Ôi, nhanh để còn dừng cái video ở đây để uầy, con năm bồ này khá là ghê đấy nha các bạn. Rồi ok. Ôi rồi, ở đây có thêm một cái nhà nhà nó kiểu như này đấy, các bạn thấy không? Rồi ok, đây là con xe cuối cùng mà mình muốn review, cũng như là cái map này. Cái map này nó làm nhà nhà bằng gạch các bạn ạ, nó khá là đơn sơ thôi nhưng mà bằng gạch này khá là thích nha các bạn, thích phết luôn đấy. Ok, cái con xe cuối cùng của mình ở đây. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái gọi là review, gọi là tiêu điểm mod của mình. Đấy, tổng hợp những cái mod hay cho anh em. Và bây giờ thì thôi mình sẽ dừng cái clip đây thôi, và cảm ơn tất cả anh em đã coi video mình nhá.